Tất cả chúng con đến đây trị bệnh là chúng con có một cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Trước khi con vô khám chữa bệnh thì cha bắt con làm một cái đơn xin chữa bệnh miễn phí. Có 3 lý do sau đây mà con phải làm đơn này. Lý do thứ nhất đó là để nói với con rằng là ở đây cha chữa bệnh không có lấy tiền, con không phải bận tâm đồng tiền chữa bệnh. Đó là một lý do. Lý do thứ hai là để nói với con rằng là khi con hết bệnh con về con không đổ thừa là cha đã lấy tiền con, đúng không? Lý do thứ ba là để nói rằng là cha không nói ngược với con, khi con hết bệnh cha đòi tiền. Khi cha đòi tiền con trình miếng giấy này ra là cha ngỏng liền, đúng không? Mà khi con nói ngược cha, con miếng giấy này con không nói ngược được. Lý do cuối cùng là để cho chứng minh sự trong sạch của chữ thập đỏ, dắt con về bằng một cách nhưng không, chứ không phải dắt về rồi lấy tiền con, hiểu chưa? Rồi tại sao cha chữa bệnh mà cha phải làm giấy như thế này, cha bắt thập đỏ dắt về như thế này? Điều này là điều cha không có mong mỏi đâu. Tại vì là cha chữa bệnh cho con mà khó quá thì chữa chi, phải không nè? Cha chữa bệnh cho con thì nếu mà cha chữa cho con mà hết bệnh thì con mừng, còn không hết thì cha đi chôn con, chứ có đâu mà phải giấy tờ đóng như vậy, phải không nè? Nhưng mà chừng nào tới cái ngày không làm giấy nữa cha mừng. Cha không mong là mỗi lần con đến đây chữa bệnh cha phải làm giấy, không mong điều này đâu. Nhưng mà thế gian này bây giờ là trịch mắc mang là nó làm khó nha, đúng không? Cho nên cần phải có giấy tờ. Mà ở đây là nơi cha tu hành, mà con trịch mắc mang cái còn làm khó cha, sao cha tu, phải không? Thực ra cha thường nói với mọi người là cha nói là ở đây cha là người tu chứ không phải là người chữa bệnh. Tu chứ không có chữa bệnh. Tức là tối ngày đọc kinh làm lễ các thứ này kia chứ không phải là người không có chuyên môn là chữa bệnh. Nhưng mà con ơi, người chữa bệnh phải là người tu tốt nhất, phải không nè? Người chữa bệnh người tu là người tốt. Nhưng mà ngược lại người tu người ta không chữa bệnh, ta lo người ta tu riết, người ta về niết bàn hay về thiên đàng chứ không đâu chữa bệnh vậy. Thế nè, nhưng mà nếu người tu mà chữa bệnh cho chúng con là chúng con phải mừng. Vậy thì cái người tu chữa bệnh cho chúng con mà làm giấy như thế này giống như người thế gian quá lẻ rồi. Cha mong rằng những ca sắp tới là chúng con đến đây là tay bắt mặt mừng. Rồi, con bệnh gì, ngồi đó, vô phòng đó, ăn cái đó, nghỉ đó, ngủ đó, cha chữa cho hết bệnh đi về. Đó là cái điều cha mong mỏi. Nhưng mà điều đó không biết chừng nào mới được nha. Hơn nữa bây giờ tụi con ở khắp các tỉnh thành. Ví dụ như trong này bây giờ là hiện tại chúng ta có 35 ca này. 35 ca là 34 ca ung thư, 1 ca nan y. Nan y là viêm đa khớp. Như vậy là hồi nãy thầy nói với cha là khoảng trên 20 tỉnh thành. Như vậy thì cha đâu có biết cái tỉnh đó, người đó. Cha đâu biết tỉnh đó, người đó. À, trong này có ông từ nước ngoài về nữa. Vậy thì bây giờ cha không biết ai. Rồi tụi con đến đây mà cha cứ ôm tụi con vô cha chữa bệnh, lỡ có bị gì thì cha cũng kẹt, địa phương đây cũng kẹt, và địa phương của chúng con cũng kẹt, mà gia đình của chúng con không hiểu. Rồi tất cả đều làm khổ nhau. Cuối cùng nói tiếng làm phước nhưng mà làm phước không có ra cái ngọn ngành gì hết. Do vậy khi cha chữa bệnh cho chúng con mà có giấy tờ hồ sơ đầy đủ là ra lẽ ngọn ngành. Nếu chúng con chết ở đây vui vẻ về chôn, đúng không? Mà nếu chúng con sống lại ở đây thì vui vẻ về nhà tiếp tục cuộc sống mới. Nhưng mà cha nói với chúng con nghe là hôm nay là cha đã chữa gần 50 ca nan y ra đời có giấy tờ đàng hoàng. Hiện tại cha đưa cho anh Xuân Dũng một cái công trình khoa học của cha, là công trình đó là bao nhiêu ca đấy thầy? Cuốn đó đó 20 ca đúng không? 25 ca. Mà hiện tại trong tay cha là gần 50 ca rồi con. Nhưng mà cha cập nhật vô không có kịp, không? Tức là cha đã làm cho gần 50 cái quan tài đem đi chụm hết rồi, thay vì bỏ tụi con vô đó đó. Cứu gần 50 ca rồi. Mà với cái tinh thần này mà cứu tiếp nữa thì cứu không có thể cứu nổi đâu. Bây giờ không có chỗ nằm nữa, con thấy không? Bây giờ tụi con tới đây là tụi con phải nằm giấc da giấc dưỡng, đợi khi cha làm nhà cửa đâu vào đấy rồi tụi con mới được nằm, có chỗ nằm yên thân. Mà cha cũng nói thêm,
tại sao cha ít nhận tiền của Mạnh Thường Quân? Khi cha nhận tiền của họ rồi, họ làm khổ mình không? Cứ họ cho mình chút đỉnh rồi là họ phải làm đủ kiểu để cho mình, để cho mình làm này làm kia, nó khổ dữ lắm, họ đủ kiểu hết luôn. Cho nên cha sợ nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Hồi nãy anh Dũng gửi cho cha 500 đô là nó có một anh Thanh Huynh Thanh Huỳnh Nhân Thành gửi cho cha 500 đô thì cha nói thẳng là 500 đô này mua được 5 cái giường. Ê! 10 cái giường. Mỗi cái giường 1 triệu 50 ngàn, 500 đô mua được 10 cái giường. Vậy thì bây giờ cha còn mười mấy cái giường nữa. Mà nếu cha chưa có tiền tụi con nằm dưới đất chán chịu. Còn nếu tụi con đợi cha phải đi xả cây, đi mua cây gì cha đóng là mới sạp nằm. Không phải cha không có tiền, mà cũng không phải là Mạnh Thường Quân cho cha, nhưng mà họ cho cha rồi họ cằn nhằn, họ làm đủ kiểu hết, cũng khổ lắm. Nó đúng ra thì người ta có tiền nó gửi cho mình, ta muốn làm điều đó, nhưng mà mình là không kịp, có biết không? Rồi cuối cùng là cha ngại nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Từ chỗ đó mà tụi con thông cảm cho cha khi chưa có chỗ nằm nha. Khi chưa có chỗ nằm thì mình cứ đỡ, miễn là có chỗ cứu mình là được rồi. Những người khỏe người ta sẽ nằm ở ngoài, còn những người bệnh người ta nằm chen chút. Rồi từ từ cha giải quyết được cái chỗ nằm cho tụi con nằm. Rồi bây giờ rõ ràng là tụi con đến đây, cha sẽ làm cho tụi con một cái giấy. Thứ nhất là người bệnh là sẽ trị bệnh không tốn tiền, ký tên đóng dấu vô đây để chứng minh một sự thật là tôi chữa bệnh không tốn tiền. Thứ hai, cha sẽ làm một cái giấy gửi lại cho chủ tịch chữ thập đỏ. Bên đây là tụi con thập đỏ không, đúng không? Con thập đỏ phải không? Khi tụi con cầm cái giấy của cha ký tên gửi về thì tụi con sẽ trình làng, trình với thủ trưởng con rằng là tôi đưa những người này đi chữa bệnh có cơ sở ra ngoài. Và tất cả những người này lỡ có qua đời, chúng con không có gặp nạn gì hết. Mà không ai được gặp nạn hết, tại vì bệnh này ở nhà cũng chết. Làm như là người có quyền quyết định ở nhà cũng chết, nhưng mà thật sự là vậy, đúng không? Thật sự là như vậy. Vừa rồi cha trị bệnh một chị mà cô Mai, cô Hạnh ha, cô Hạnh bị ung thư cái mũi nè. Ở trên mạng nó cũng nói lung tung lắm thôi, nhưng mà thôi thì mình không quan tâm thế gian họ nói điều gì, mình quan tâm là cái người bệnh đó họ có khỏe hay không. Nhưng mà theo cái nhìn của cha và các thầy đã chữa mấy chục ca ung thư rồi thì chị đó không chết được, không dễ gì chết. Nhưng mà để sống lại thì cũng không phải ngày bữa mà sống lại liền, nó phải từ từ. Con ung thư là nó tích tụ cả bao nhiêu năm nó mới thành khối u, đúng không? Rồi khi nó thành khối u xong rồi không lẽ 3 ngày là hết khối u? Cái đó là chỉ có tề thiên hồ biến mới được ha. Hoặc là có thần thông của Phật Tổ hay là của Chúa Giê-xu gì mới xong. Còn cha là phàm phu tục tử thì cha phải hồ biến đâu, phải vài tháng chứ, không lẽ hồ biến ngày mai xong đó nè. Vậy thì trước khi đi vào nhận bệnh thì cha sẽ làm hồ sơ này cho tụi con ha. Khi cha làm hồ sơ xong rồi tụi con chính thức được nhập vô đây để chữa bệnh. Rồi lát nữa cha nói thêm nha. Bây giờ cha làm giấy cho tụi con xong xuôi rồi là mình nhận bệnh ha. Rồi cha sẽ trả lời một số thắc mắc của mọi người, nếu ai có hỏi cha gì. Tại số đông này nhiều khi tối ngày cha nghe điện thoại cha trốn không à. Nghe điện thoại riết nghe hết nổi, nghe muốn khùng luôn. Nghe riết khùng là hết chữa bệnh được. Đang cái làm hay là thấy không có giường, giường sắt á, tôi ở Mỹ về tôi không thấy nằm nữa, tôi thấy hàng chắc quá, phải không? Đó, em sẽ theo không? Anh em qua Mỹ nữa. Ủa vậy hả? Em nói em làm mà cuộc đời hậu giờ không có gì em làm không được hết. Cái này mình đi chung máy bay, mình ăn cơm chung quan máy trọng bay. Quan trọng là anh với cái mời em qua chỗ tiệc vậy. Sao qua chỗ này lâu lắm rồi. Thôi, chung. Dạ, ok. Thì cha thế này thấy chị này mà đến đây, tôi là bệnh nhân từ đi khước từ hai bệnh viện lớn ở tại California về để được gặp cha. Là một điều rất hân hạnh, bởi vì tôi đã tham khảo trên YouTube rất là nhiều, và sau những thành quả cha đạt được và những cái phương cách của cha, chúng tôi cảm thấy rằng có nhiều rất nhiều hy vọng, và cái chứng nhân nhất về những bệnh nhân
đây là một phương pháp mới, một thực tế là tất cả bác sĩ tài ba và những dược phẩm hay là cái này cái nọ của thế giới chưa ai dám nói rằng uống thuốc thì chưa có bác sĩ nào ký giấy tờ này hết trơn. Và qua hai lần chụp của anh nghĩa là CAT scan và kết quả trong bao tử, nhưng kết quả bác sĩ vẫn làm được cũng không tin. Ông chỉ nói thế này, ông chỉ nói thế đó, được bảo thôi ông cắt bao tử đi. Cái điều đó thì sau đó quá trị cái này là tôi thấy bạn tôi nó thực tế là tóc không còn hột nào hay cả, mà chỉ sau xong thời gian rất ngắn, năm ba năm khi là để thì thôi. Nếu mà như vậy thì thà mình để cái bạn bệnh này mình vui cái nó trong 5 năm mình đi thì là em thôi. Nhưng mà may là có cha đây như thế này. Thực tế ra đây là một cái sự trách nhiệm này, thực tế cũng là góp một phần để kích động phấn khích cho cha để cho tiếp tục cái sự nghiệp này để cứu bệnh nhân. Mà thành những cái bệnh này có lẽ là trong một thai trong Việt Nam thì rất nhiều, bởi vì qua cái cách thức ăn uống và cái này cái nọ và cái vệ sinh mình không giữ được, và đến khi xảy ra rồi thì không có thuốc cứu. Và tội nghiệp nhất là những người này. Nó thật thương với cha, cha là rất là thương cho hết đây. Nhưng mà được đến nay cũng không phải là dễ, bởi vì cũng phải có chủ tịch của hội chữ thập đỏ đi, không thể đi một người được. Cho nên nó có những cái đề vòng cũng rất vất vả, như mà cha nói hồi nãy đó. Thực tế với cha là nhiều khi rất ước mong hết. Cái lời của cha sẽ trở thành hiện thực trong tương lai, để mở rộng cái sự dễ dàng của tất cả những bệnh nhân. Mà bây giờ bệnh nhân này nó thật thương quý vị là không ruột thì mũi, không mũi thì miệng, tất cả đều là có ung thư, có một cái loại là ung thư đã thấy rất là nhiều. Cho nên thưa cha thì này lộn nè, này gấm mà ký qua xăng nè. Đi con sáo cho con bấm nè. À. Con này trà. À trà nè này. Uống trà là bị ung thư rồi. Ung thư thì bác sĩ có nói tại cha, tôi cũng xin thầy kia đây xin giấy giới thiệu để đi làm lại hồ sơ mình biết. Dạ vậy. Này về về với tiểu đường nữa thầy. Cái này cũng mới. Xăng có quá trị xạ trị chưa? Mấy to? Nó to. Cứ vú. Cắt chưa? Ông Nguyễn Trà sao mà ở Mỹ mà chưa? Bởi vì cái này trình bày cho quý vị là chúng tôi hồi trước cách đây 20 mấy năm, 26 năm trước ấy, thì tôi bị ung thư thì nó rỉ máu ra, nhưng mà sau đó thì nó được chữa bằng tia laser, nó hàng cái lại lành. Thì từ đó về sau này cách đây khoảng chừng 1 năm hay là ít hơn 1 năm, khoảng 10 tháng
thì cái bác tử nghe nó có vấn đề đôi khi là ở hơi chua lên đó, thì chúng tôi lại đi khám trên bên kia nó cái chuyện nó qua nó bác tử có thể có những vấn đề nhẹ nhẹ, tôi nghĩ tôi về Mỹ nó cũng lại như vậy, tôi đi chụp hai cái này như hai bệnh viện nó trả lời cái thì nói mơ hồ là có ung thư, còn cái đây thì không có gì đẹp hết rồi, một bé nó đưa qua hết rồi. Cho nên hai cái này bốn cái này là chưa có đóng mẫu. Mất cái nào thì tôi đi lại. Thời xin phép là tôi qua trên YouTube cả một tháng trời để theo dõi tất cả tiến trình chữa bệnh của người con này của cha. Rồi thì tôi phải nhắn với con ở nhà thì cũng qua dùng cái này làm sao quen với cha để liên lạc để ba có thể kết nối với cha. Cha hiểu rồi. Tiền con có quá trình sạch đi chưa? Chưa. Con bị ung thư một trực tràng, hai trực tràng. Còn ông trọng có quá trị hạ tỷ chưa? Trọng chưa chưa? Chưa hả? Ông bị mấy năm rồi? Dạ nói chung bị đau nhất nhất mà mới phát hiện ra chưa được 2 tháng, có 1 tháng rưỡi rồi. Rồi, cha biết rồi. Thôi, mời mọi người đứng lên đọc kinh nha. Có cái mì. Nhân danh Cha và Con và Thần ạ. Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con đã biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mọi việc chúng con. Toàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận 5 người anh em của chúng con từ Mỹ, từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mặt ở đây để cùng chúng con sống những ngày tháng bệnh tật để mong được hết bệnh. Đối với chúng con là những người ở dưới thế rất là bé mà nhỏ, rất là mà hèn mọn. Trước khi chúng con giúp đỡ cho các bệnh nhân này uống thuốc để mau lành bệnh, thì niềm tin của chúng con là cầu xin Chúa để các bệnh nhân ai tôn giáo nào thì họ thầm thỉ cầu xin Chúa theo tôn giáo của họ. Bản thân chúng con là những người công giáo thì chúng con cầu xin Chúa hãy chữa lành cho những anh em đang có mặt ở đây. Chữa lành cho tất cả những bệnh nhân và chúc phúc lành cho tất cả những người hướng dẫn đến đây, những người thập đỏ, những người có công trận, những người mà được giới thiệu đến đây. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những người này và chữa lành cho tất cả những bệnh nhân này. Đó là lòng thành của chúng con, cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót để cứu chữa họ và chúc phúc cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Em ngồi xuống không? Bây giờ cha có mấy chuyện sau đây cha nhắn nhủ các bệnh nhân và các thập đỏ và những người hướng dẫn tới đây ha. Rồi bây giờ mình nghe cha nói chuyện chút xíu rồi hãy viết thêm nha. Bây giờ cha nghĩ rằng chắc là tụi con lên mạng tụi con mới biết được cha chữa bệnh đúng không? Nhưng mà cha hỏi tụi con là sao tụi con tin rằng cha chữa bệnh ở trên mạng bây giờ thượng vàng hạ cám lắm con. Đâu có ai nói thiệt cho mình đâu. Rủ con đến đây mà không phải cha chữa thiệt rồi làm sao? Tụi con dựa vào cái mạng mà tụi con tin sao? Dựa vào cái internet á mà tụi con dám tin sao? Có cơ sở nào để tụi con tin nữa không? Có. Cơ sở nào? Cơ sở là con thấy cha đã chữa những bệnh nhân mà từ 1 đến 3 tháng mà họ xuất viện. Rủi cha nói dốc rồi sao? Không có là nè, con qua có cơ sở. Trên đời này thiếu gì người làm khó lừa con làm giấy giả còn được mà. Không, chứ lại có niềm tin chứ ta. Niềm tin chỗ nào? Tại vì khi mình giống như khi mình rơi vào cái bệnh hiểm nghèo á. Ừ. Thì có nghĩa là mình gọi là chạy đi chữa tứ phương. À. Mình nghe phương nào có thầy hay thầy giỏi gì mình cũng cho bệnh nhân. Tin đó không có cơ sở rồi vái tứ phương. Thấy không là giờ chết tới rồi giờ. Chỗ nào cũng được miễn tôi đưa mà, tới đó thôi. Tin có cơ sở tại vì mình cũng thấy cũng có và cũng may cho con là con tới đây có cha thật. Dạ. Đúng vậy không nè. Dạ. Rồi là có một số bệnh nhân người quen với Xuân Dũng. Cũng may cho các bạn là biết được Xuân Dũng. Dạ. Rồi Xuân Dũng biết được cha và các bạn là người tin Xuân Dũng chứ không phải là tin cha. Nhưng mà ở nơi cha có một cái điểm là chúng con phải tin là ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn về. Cái đó là cái niềm tin vững chắc nhất mà không thể chối cãi được, phải không nè? Chứ còn nếu mà không có ông chủ tịch chữ thập đỏ dắt về là tụi con bác hết, nhiều khi nó xạo không, đúng không? Giờ là thầy Lan hay là ba cái quảng cáo giả không là con đâu, khó lắm.
Nhưng mà cha nói với chúng con nghe cha là người tu, thì đương nhiên là nghe nói tới linh mục thì đương nhiên là tụi con phải 50% tụi con tin chắc có thật. Mà không biết chịu hết hay không, khúc sau mà tính lợi đúng không? Nhưng khúc sau may mắn hay là khúc sau nó hết thiệt. Nhưng mà nó hết trên cơ sở nào? Nó hết trên cái cơ sở là công nghệ nha. Hết trên cơ sở là công nghệ. Vậy là coi như là tụi con đã nghe được hết rồi, tụi con mới tin như thế này ha. Bây giờ đây là một con người bị ung thư ha. Thì cha hỏi thử một bệnh nhân tiền nè, làm sao con biết con bị ung thư tiền? Mới đầu tiên thì con nó hành sốt là đi cầu ra máu. Nó con mới là con thấy nó ra máu rồi, chứ hành sốt quá con chịu nổi, con mới đi là khám tổng quát là nội soi. Thì bác sĩ khám nội soi ở bệnh viện Đại học Y Dược. Nói chung đó là lý do để phai đau ra con bệnh. Nhưng mà làm sao con biết con bị ung thư? Là bác sĩ nói con bị ung thư. Nhưng mà cái nguyên nhân nào để bác sĩ nói con bị ung thư? Trước đó con sống như thế nào? Con làm nghề gì? Con ăn uống làm sao? Con sinh hoạt như thế nào? Con ăn uống bình thường, nhưng mà cái bác sĩ nội soi thì bác sĩ nói con bị ung thư. Ha, rồi coi như là con chỉ biết là sống bình thường, đến khi nào đau đớn quá đến bác sĩ nói ung thư là mình nghe ung thư. Rồi con không ung thư rồi sao? Thì bác sĩ nói vậy con có biết vậy chứ con cũng đâu có biết trong bụng con làm cái gì đâu. Coi như là con đau con khó chịu, con đi bệnh viện nói con ung thư, cái tự nhiên con chấp nhận con ung thư thôi. Thì bác sĩ nói bằng khối u bác sĩ đòi mổ, bác sĩ đòi kêu mổ. Nhưng hồ sơ của anh này thì sao con? Ung thư trực tràng, dấu ấn ung thư có không? Chưa, mới có một cái giấy nội soi. Sinh thiết chưa? Chưa có. Đó, làm sao con biết con ung thư? Không, hồi trước thì con có đi nội soi nhiều lần lắm rồi. Bác sĩ kêu mổ, nhưng mà mổ để bên hông vĩnh viễn luôn. Bác sĩ nào ở đâu kêu mổ? Bác sĩ Đại học Y Dược. Bây giờ tóm lại là bây giờ khi con đến đây rồi, cha nhận bệnh con rồi, các thầy sẽ đưa con đi một vòng. Trở về đây cha kết luận cho con, nếu con ung thư cha sẽ làm cho con thành toàn, tức là cha sẽ cố gắng cứu con lại vì con chưa quá trị và xạ trị. Thì cha thấy cái bệnh của con không có lớn, cho nên sẽ nhìn cái gương mặt con cha không tin con bị ung thư. Tại sao cha nói như vậy con? Tại vì cha chữa quá nhiều ca rồi, cha nhìn qua là cha không tin, cha không có tin vào con mắt của cha, thấy không? Nhưng mà thôi thì bây giờ mình nói có sách mắt có chứng, mình phải có cơ sở lý luận đàng hoàng. Sau cái lần nhận bệnh này, các thầy sẽ hướng dẫn con đi, đi tới đâu con đi tới đó, đi trong khu vực nào đó con cứ đi con làm y theo các thầy, trở về cha phán cho con. Nếu con ung thư cha sẽ chữa lành cho, được không? Cha không lấy con xu nào đó, được không? Con đội ơn cái ông này nè, cái ông này cũng cứu mạng con nè, đúng không? Con phải cảm ơn ngay ông này chứ không phải cảm ơn cha nha. Đó rồi con, hồi sáng có một thằng nào mà báo cho cha phải thầy Thanh đâu. Thầy Thanh báo cho cha là nó có ông Tiền Giang, là cái ông Tiền. Không, Châu Thành ở Trà Vinh nè. Bệnh nhân này là ông có thập đỏ dắt về, thì lại nhờ cái ông này giúp con. Đương nhiên cái ông này cũng có quyền giúp cho tất cả bệnh nhân trong đất nước Việt Nam, chứ không phải nhất thiết là trong xứ con nha. Con giúp cho họ được vậy là tốt rồi. Còn khi con về tới xứ con là con có giấy tờ chứng kiến hết, con yên tâm không có gì xảy ra hết. Vậy thì về cái phía bệnh của con thì phải để các thầy luân phiên con đi ha, để cho chắc ăn ha. Bây giờ cho hỏi tiếp Nguyễn Thị Gấm nè. Nguyễn Thị Gấm làm sao con biết con bị ung thư? Con đã sinh thiết chưa? Mổ luôn rồi. Con chắc chắn con bị ung thư không? Ung thư giai đoạn mấy? Giai đoạn 3. Rồi con ngồi xuống đi. Rồi Đỗ Công Trọng thì chắc chắn bị ung thư rồi ha. Đỗ Công Trọng là anh con hả? Ba. Ba con hả? Ba con bị ung thư gì? Tiến thượng thận.
À, da có ca thanh sống. Ông có mổ cái khối u ngay trên cái cột sống. Ừ. Ung thư cột sống. Dạ. Ừ. Rồi nó có một cái nó có khối u thì gọi cái thần nữa. Chính xác là nó thần kinh tủy sống. Ừ. Nói chung là thần kinh ung thư thần kinh. À. Mà chưa xạ trị hóa trị hết. Chưa xạ trị hóa trị hết. Vâng. Mà giờ đang là đau nhất đúng không? Ông giờ đang đau nhất, sáng giờ có làm cho bớt đau nhất chưa? Dạ, đau đau nhất nhưng mà nó dẫn tới nó di căn xuống có hai khối u ở tuyến thượng thận á. Rồi, cho biết rồi. Bây giờ thì nó cách này khoảng một tuần á. Rồi, cho biết rồi. Nguyễn Thị Săn nè. Sao không biết, con biết con bị ung thư. Dạ. Dạ. Thường ở nhà con có tha kem tha phấn không? Tức là sáng nay đi với cha có tha kem tha phấn không? Tại vì cha thấy con vô quá chất nó thay đổi màu da, chứ không phải là kem phấn đâu. Hiểu không? Con vô quá trị xà trị á, bắt đầu nó biến đổi. Cha tưởng con kem phấn. À, ông Nguyễn Trà nè, con ở bên Mỹ về đúng không? Rồi con ngồi đó đi. Thế thì con cũng lên mạng mà con biết được cha phải không? Ừ. Con ở bên Mỹ nó có một cái khó nghe con. Tức là ở bên Mỹ thì tất cả mọi người dân, công dân của đất nước Mỹ đều có bảo hiểm. Vậy thì khi mà phát hiện ra con bệnh thì âm qua lăng nó đến con, nó chở đi, chở vô nhà thương đúng không? Thì khi nó chở vô đó rồi là bác sĩ trị cho con, trả tiền bằng bảo hiểm. Đúng vậy không? Vậy thì có nhiều bệnh nhân, ví dụ như cha chữa có mấy ca, cái anh chàng này phát hiện ra anh bị đau thì gia đình chở vô nhà thương, rồi chở vô thì gặp được bác sĩ một chút, 2 ngày sau mới được vô thăm người bệnh, rồi 3 ngày sau bác sĩ ra, bác sĩ nói là anh này 3 tháng nữa chết. Thì khi đó mới phát hiện ra anh này bị quá trị, bị vô quá chất. Tại sao người ta vô quá chất dễ bị gì? Người ta dịnh vào cái bảo hiểm của con, nhà người ta hỏi con, người ta vô thôi. Còn ở Việt Nam mình không có. Ở Việt Nam mình là không ai có bảo hiểm cao cấp á. Không ai có, mà muốn vô quá chất là phải ký tên đóng tiền. Cho nên quá chất là một trong những cái chất rất là độc hại. Và nó có thể làm chết người. Tại sao nó chết người là bởi vì nó phá hết, nó làm suy yếu hệ miễn dịch và nó phá hết tất cả những cơ thể của con. Rồi bây giờ con đến đây con bị quá trị rồi, xạ trị rồi, thì bây giờ con đến đây chắc chắn là cái công nghệ này sẽ giúp cho chúng con vượt qua cái quá trị đó, nhưng mà thời gian phải dài. Còn những người chưa quá trị xạ trị thì nó dễ lắm, tức là một cơ thể tự nhiên ăn sai thức ăn rồi ra bệnh đó thôi, ăn sai thức ăn rồi ra bệnh đó. Vậy thì ở đây trong tất cả những người này có ai ăn chay trường không? Vegan mấy năm? 27. Con nhiêu năm? 43 năm. Ủa sao con ăn chay trường mà bị ung thư? Hả? Ok. Thưa quý vị, trên thực tế ra chúng tôi ăn rất là kỹ lưỡng ăn vegan, để quý vị biết là tên cái chay này. Chay thì đơn giản trứng sữa rồi có thể dùng rồi, nhưng mà chúng tôi là không ăn trứng mà cũng không ăn sữa, có nghĩa là không bị nhiễm bất cứ một cái gì ngoài trừ rau cải có thể có thuốc độc hay cái gì đó không dám nói. Những cái bệnh này không phải là phát xuất từ ngày tôi ăn chay. Tôi vẫn biết như vậy. Vì trước khoảng đó chúng tôi vẫn ào ạt như quý vị bạn, vẫn tất cả cái gì cũng dung nạp, mà dung nạp đôi khi những cái chất nó rất là ngon mà nó cũng không phải là đơn giản là nó rất là độc, mà càng độc là càng ngon, ví dụ như vậy. Và cái tích lũy của nó đến hôm nay nó ít. Mà nhà Phật nói đây là cái nhân mình đã gây ra, bây giờ cái quả đã đấy trong cái lúc này, chứ không phải là cái nhân đấy mình quả liền có liền. Cho nên chuyện này chúng tôi chấp nhận, chưa cha là chúng tôi chấp nhận đây là cái hậu quả mà những năm khờ dại, những khi mình chưa ngộ được, chưa biết được ra tất cả những cái gì của cuộc sống, cái chân lý và tình thương. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rằng sau 27 năm thực tế với quý vị là tôi ăn chay rất là, và con cháu cùng những đứa con này tôi nó theo hết thôi, ăn chay hết tất cả, từ con cháu chắc tất cả đều ăn chay. Có nghĩa là 27 năm gì, 27 năm ăn chay, vâng. Từ đó trở về trước. Dạ, còn một trùng kiếp trước. Vậy có những người mà mới đẻ ra ăn chay sao không? Kiếp trước. Vậy nếu mình nói như thế là mình chữa bệnh không được. Mình nói như thế vẫn là mơ hồ. Kiếp trước là kiếp nào, có ai thấy được kiếp trước không? Đúng không?
rồi ai thấy được kiếp này tôi đang ung thư nè. Anh trai giải thích cho cái chỗ mà chúng con bị ung thư mà chúng con đổ thừa là kiếp trước đó. Theo cái nguyên lý nền tảng của khoa học thì khoa học không khuyến khích con người là ăn động vật. Ví dụ như là Hippocrates là lên án những con người ăn động vật. Lên án ăn động vật chứ không phải lên án những con người. Nói về sai, lên án ăn động vật. Và Hải Thượng Lãn Ông không chấp nhận ăn động vật. Và Nguyễn Văn Tường không cho ăn động vật. Vậy thì khoa học vào cái thời mà cách đây là 2500 năm thì Hải Thượng Lãn Ông, Hippocrates là đây là những vị người ta nghiên cứu là con người không ăn động vật. Nhưng vì con người quá đông cho nên là cái số đông nó tấn công mấy ông này rớt xuống hết rồi, tức là ăn theo truyền thống, ăn theo thói quen. Vậy thì bây giờ mình nói mình ăn chay 27 năm, mình ăn chay 40 năm là mình bị ung thư, là mình nói là do là thực phẩm có gây chất độc, đúng không? Hoặc là môi trường, nắng, gió, khí hậu, nhà máy, khí thải là ung thư. Hoặc là mấy chục năm trước nữa tôi chưa ăn chay, bây giờ tôi bị nạn đó. À, nếu mà giải thích thêm nữa vậy thì tôi mới đẻ ra tại sao tôi ung thư, vậy là kiếp trước tôi bị ung thư. Nó ở chỗ này thôi. Xét về mặt khoa học, khi con bị ung thư là cái ADN của con đó nó đã bị biến đổi. Mà nó biến đổi tại sao tôi sanh ra tôi ăn chay mà sao biến đổi? Bây giờ cha nói như thế không có gì là lạ hết. Điều quan trọng là ta xử lý cái bài toán ung thư như thế nào để cái ung thư đó nó không còn hoành hành ta được nữa. Điều đó mới là điều quan trọng. Còn bây giờ bản thân cha chưa ung thư nè, nhưng mà trong người cha phải có cái tế bào ung thư. Nhất định ít hay nhiều nó chưa hại cha được thôi, nhưng mà nó hoặc là ngang tầm hoặc là vượt ngưỡng. Thì khi nó vượt ngưỡng nó sẽ kéo thành từng đám nó sẽ động lại khối u trong tim, trong gan, trong phổi, gì cũng cho biết. Tới lúc đó mà cha không chữa nó sẽ di căn đến chỗ khác nữa. Vậy thì cái quan trọng ở đây ta phát hiện ra là dù ta ăn chay trường cũng có khả năng ung thư, dù ta ăn động vật cũng có khả năng ung thư, dù ta mới đẻ ra cũng ung thư nữa. Mấy đứa nhỏ mới đẻ ra cũng ung thư, nó đâu có ăn, nó bú sữa mẹ thôi nó vẫn ung thư mà. Thì là nãy cha nói đó, nó hoặc là nó di truyền từ mẹ sang con, hoặc là nó đã bị cái môi trường ngoại tại bên ngoài nó áp vào, hoặc là nội tại bên trong mình ăn động vật vào nó phá hoại cơ thể của mình. Như vậy tóm lại, cái cơ sở để ta bị ung thư là ta đi sai đường. Đi sai đường có nghĩa là ta ăn sai thức ăn, vì cơ thể của ta không dung nạp động vật. Do vậy động vật, trong thịt động vật có tính axit. Trong thịt động vật có tính axit, mà axit này là cái nơi để nó chứa nhiều cái chất độc, và nó là cái môi trường để mà nuôi tế bào ung thư, tế bào siêu độc. Do vậy mà cơ thể anh mà nếu đã có mầm mống ung thư mà anh ăn thịt động vật vào thì nhất định cái ung thư này càng ngày càng lớn. Vì trong thịt động vật này nó có chất glutamin, thì cái chất glutamin này nó sẽ làm cho nuôi tế bào siêu độc. Nhỏ nhỏ con, nhỏ nhỏ đi. Trong thịt động vật này nó có cái chất glutamin, rồi trong chất glutamin nó có axit để nuôi tế bào siêu độc trong cơ thể con. Vậy thì khi con bị ung thư, con đã bị ung thư rồi thì mà con còn ăn động vật này vô nữa thì mãi mãi con chỉ chờ chết mà thôi, không bao giờ sống được. Tại sao? Tại vì trong thịt động vật nó là tính axit, mà axit là cái môi trường để nuôi tế bào siêu độc, không thể nào có hết được. Vậy thì bây giờ con đi đông y, con đi tây y, tây y nó có cấm con ăn động vật không? Vậy thì rõ ràng con đi tây y, con bỏ thịt động vật vô đây, con hại chết liền không? Càng ngày con càng chết lớn đó nè. Rồi bây giờ con đi tây y thì tây y bây giờ nó không giải quyết được cái ung thư, thì nó còn có một cái cách giải quyết duy nhất là hóa trị, xạ trị và trúng đích. Cuối cùng con sẽ chết vì cái hóa trị, xạ trị và chết vì cái thịt động vật con người. Cho bảo đảm 100% con phải chết, không chạy đâu khỏi là tây y đây. Nhưng ta nói như thế không phải là ta bác tây y nha, mà thực tế nó là như vậy. Bây giờ nói sao khác hơn được đây nè,
con đồng ý cha không? Yeah. Thực tế nó là như vậy, cha không thể nào mà bác hơn. Bây giờ đồng ý, bây giờ con đến đồng ý. Đồng ý thì con là 3 chén là 8, 3 chén còn 1, 1 chén. Vậy thì 3 chén còn 1 chén này, bên cạnh đó con ăn thịt động vật vào nữa thì đương nhiên là không có giải quyết được. Mà cái 3 chén còn 1 chén này là thuốc khô, mà cái thuốc khô này nó giống như lá nhà con phơi rồi con em đi nấu uống nè. Một cái nấm bây giờ cha nói là một nấm cái thuốc gì, thuốc nhãn lồng của mình đó. Thường thường tụi con nhãn lồng tụi con đi hái về tụi con phơi khô rồi tụi con mới nấu nước uống đúng không? Vậy thì với một cái nấm nhãn lồng mà con uống tươi, cái nào ngon hơn, cái nào chất lượng hơn? Một nấm nhãn lồng tươi con đem về con phơi khô thành rôm rồi con mới đem vô son, con đổ nước vô con nấu cho nó đỏ lên con uống. Với một cái nấm nhãn lồng tươi con đem về con bỏ vô son nấu, cái nào ngon hơn, nào chất lượng hơn? Đây là 3 chén còn 1 chén là thuốc khô. Thuốc khô chẳng qua là uống cái xác của nó thôi. Dạ, dĩ nhiên nó còn thuốc chứ không phải không con. Nhưng mà nó đã gạn lọc rất nhiều rồi. Cộng thêm cái con ăn thịt động vật này vô nữa thì vĩnh viễn con phải chết, không cứu được. Và bằng chứng là chúng con cũng đã đi Tây Y rồi đúng không? Chúng con đã cũng đã đi Đông Y rồi, không hết. Vậy thì cha cũng như thế thôi. Tây Y là Hippocrate, Đông Y là Hải Thượng Lãng Âm. Bây giờ hai ông này không giải quyết được cái bệnh ung thư, vậy thì Nguyễn Văn Tường đâu có là gì đâu giải quyết được ung thư, phải vậy không? Nhưng Nguyễn Văn Tường đã giải quyết được ung thư rồi. Bằng chứng nếu cha không giải quyết được ung thư thì bây giờ người ta không ngồi lũ khổ ở đây đó. Và các nhà khoa học không đến đây. Và nếu cái điều cha nói ra mà không đúng thì người ta có trí hơn cha nhiều, người ta sẽ bắt cha được. Mà nếu cha càng nói thì các ông chính quyền địa phương này cũng cầm cha luôn nhé, không cần cái người xa cầm. Hắn nè, vậy tại sao cha chữa hết ung thư? Bởi vì cha chữa bằng công nghệ cho. Bây giờ tại sao cha chữa bằng công nghệ này? Công nghệ này là công nghệ cháo nano. Bây giờ nó có 3 loại cháo như không? Nó có 3 loại cháo. Một là cháo, cháo đặc. Một là cháo đặc, hai là cháo lỏng này, hỏi anh ngã hỏi thầy tụi này ngu hỏi vậy hả ngã, thôi tôi tin ông thầy tao đi, lỏng anh ngã cháo lỏng. Rồi ba là cháo nano. Rồi cho nói tiếp nha. Bây giờ cái cháo đặc này nè, tụi con có từng ăn cháo đặc chưa? Rồi. Cháo đặc nấu kiểu nào? Bỏ gạo vô xong, đổ nước vô nấu. Rồi bắt đầu nó là nó đi hơi bao nhiêu cái cha nó, cuối cùng nó còn lại là nó sạch múc ăn thôi. Cháo này càng ăn càng đói, đúng không? Càng ăn nhiều chừng nào thì càng mất sức chừng đó. Vì cháo này nó không còn chắc gì nữa đó. Khi con bỏ vô trong son con nấu là nó bay hơi đi sạch hết rồi, không còn cái chất gì trong cháo này nữa. Vậy cháo lỏng, cháo lỏng ăn rồi chưa? Cháo lỏng ví dụ như cháo gà, cháo vịt đó là cháo lỏng đó. Ăn cháo này có bổ không? Bỏ một nắm gạo vô trong son thôi, rồi đổ một thùng thiết nước vô, bỏ một con gà vô, cụ thể cho có vài hột cháo, cho ý nghĩa là cháo gà thôi. Vậy thì cháo lỏng này không giải quyết được. Vậy thì nó có 3 loại cháo, cuối cùng là cái cháo nano mới giải quyết được. Bản chất ở trong cái hột gạo đó, bản chất ở trong cái hột gạo đó, khi mà một cái bông lúa đó mà trước khi nó ngậm lại thành hột gạo đó, thì khi mà cái bông lúa nó trổ lên nè, nghe cha nói nè, cái bông lúa nó trổ lên 3-4 ngày sau bắt đầu cái hạt lúa nó mở miệng ra. Trong hạt lúa có nhị lúa đúng không? Cái nhị lúa đó đó ban đêm nó hứng sương, hứng cái chất của trời ban cho nó, đúng không? Ban ngày nó hứng nắng, cái chất của trời ban cho nó. Rồi khi nó hứng đủ xong là nó ngậm miệng lại, rồi nó làm sao? Cái thân ở dưới cây lúa nó rút cái khí lên, nó rút cái khí lên để nó làm cho cái hột lúa mà khi nó ngậm miệng lại là còn bóp hột lúa ra là sữa. Vậy cái sữa đó đó
là nó kết hợp giữa cha trời và mẹ đất. Tức là nó lấy cái tinh hoa từ trời và lấy cái chất liệu từ dưới đất hợp thành sữa, nó nano rồi. Thì khoảng 20 ngày sau nó cô động lên thành hột gạo. Thì cái hột gạo đó nó hàng triệu triệu hợp chất trong đó, mà chưa ai thấy được cái chỗ đó. Vậy thì từ cái hàng triệu triệu hợp chất đó đó, con đưa vào con nấu cháo nano với một cái công thức và không cho cái hột cháo nó bay hơi ra bên ngoài, thì cái chất đó chính là cái thuốc để chữa bệnh ung thư. Chào ví dụ, chúng con bỏ cái cháo này vô cái son, chúng con lấy cái nước ken gành. Cái nước ken gành là cái nước mà nó siêu nhỏ, nó siêu nano. Bỏ vô trong gạo con nấu, con đậy cái nắp son lại, thì cái cháo đó nó sẽ trở thành một vị thuốc để chữa ung thư. Và trong thuốc đó nó chữa được, nó có bao nhiêu hợp chất, nó có chất gì là cha đã cho con cái cuốn tài liệu khoa học rồi. Tự con đọc trong đó là con biết cháo nano nó có chất gì trong đó. Thì cha chỉ nói với các người bệnh như vậy thôi. Như vậy là rõ ràng ở đây cái quan trọng nhất là cháo nano. Mà cháo nano này nó sẽ đi khắp các châu thân của con, và nó thẩm thấu vô, và nó phết tán, và nó đi, để nó đi từng cái tế bào siêu độc trong người mình. Nó đi đến đâu, nó phá vỡ những tế bào đến đó. Như vậy cha mới dám chữa ung thư. Còn nếu không có như vậy là cha không chữa ung thư được. Bên cạnh đó, con người của con về đây cha đóng cái miệng lại, cha không cho ăn nữa. Cha chỉ cho ăn cháo nano thôi. Và tất cả những cái chất mà các thầy sẽ đưa vào trong này, đến một giai đoạn nào đó tự động cơ thể con nó đã thanh tẩy hết rồi, thì tự động con hết bệnh như vậy, con ăn gì quyền của con. Và chỉ còn một cái cách này duy nhất là cha mới chữa cho con được. Và nó hợp với cơ thể con là 70% là nước, 30% là chất rắn. Vậy thì cơ thể con là nước, thì khi con ăn cháo nano này chính là nước, vào trong cơ thể con nó mới hợp với 70% nước này được. Vậy trong quá trình mà cha chữa bệnh cho con thì nhất định con phải không được ăn bất kỳ một chất gì ngoài cái phác đồ mà các thầy cho phép con và uống. Như thế thì mới xúc rửa được cái căn nhà của chúng con, cái con người của chúng con. Dĩ nhiên cái điều cha nói, cha biết nhiều hơn cái điều mà cha đang nói ở đây. Nhưng mà cha nói một cách khoa học ngắn gọn vậy thôi, để tụi con hiểu thôi, chứ bây giờ không đâu mà ngồi nói cả ngày. Cả ngày là những người này nè, những vị này nè, đó, những vị này là người ta hiểu hết rồi. Thì những vị này thay cha để thực hành những ca trên này nha. Còn cha nói một cách đơn giản như vậy thôi, cha trị cho chúng con bằng nước nha. Mà nước này là nước nano, chứ không phải là nước bình thường. Nước bình thường là 0.28, còn nước nano là 0.05. Có nghĩa là nó nhỏ gấp 5 lần so với nước bình thường mình uống. Cho nên khi mình uống vào nó thẩm thấu và nó phát tán đi cơ thể mình. Từ chỗ đó, cái tế bào ung thư đó nó sống trong môi trường yếm khí. Mà nếu con uống nước bình thường vô, cái nước bình thường đó nó phải nano nó mới dẫn vào những tế bào của mình được. Mà cái nước này con uống vào tự động là nó tìm cách nó thẩm thấu và nó phát tán, nó phá vỡ hết các tế bào siêu độc và nó xúc rửa con người. Và cũng chính vì cái chỗ này mà cha đã thành công. Và không phải cha đứng đây cha lập luận một chút xíu này mà con hiểu hết được. Cha chỉ mong rằng cha nói một chút xíu này để tụi con tự tin rằng cái bệnh tụi con không có lớn. Lớn hay không là con có nghe lời các thầy cứu con hay không. Và cái bệnh của chúng con đã có người khám phá và đập đổ nó rồi là chính cha đấy. Chính cha là người đã tiêu diệt được tế bào ung thư rồi. Vừa bỏ đói tế bào ung thư, vừa tiêu diệt tế bào ung thư, vừa tạo ra hai cái chất là đường gluco để nuôi con trong cái quá trình chữa bệnh, làm cho con sức khỏe bình thường. Ví dụ như sáng con có quay hai người, hai ông Biền và ông Thơm. Hai người đó ban đầu vô ăn cháo nano một tuần, một tháng đầu nó ốm như ma ranh vậy, tre miểu vậy. Nhưng mà tháng thứ hai, thứ ba tự động nó mập dần, nó làm cho con người bình phục trở lại bình thường, là do cháo nano này. Mà cháo nano này không phải là cháo đặc, mà cũng không phải là cháo loãng, mà là cháo nano nó có công thức, nó có kích cỡ, nấu nước gì, nấu bao nhiêu phút, nấu bao nhiêu gạo. Giờ đây gạo này của nhà nghiên cứu là chính cha cho con nấu, giờ đây nước này chính cha đưa ra cho chúng con nấu. Nghĩa là chúng con ở đây chữa bệnh, chúng con không có bận tâm tới gạo ở đâu, nước ở đâu, thuốc ở đâu.
tự động chúng con ngồi tại chỗ đó, mọi người đến chữa bệnh cho chúng con, hết bệnh chúng con đứng dậy ra về đã có ký không lấy tiền rồi. Và đâu phải chúng con là những người mới vô đâu. Đâu phải chúng con là những người mới vô. Những người ta đã ra viện, vô viện, ra đây rồi, về ra đây rồi, về đầy dãy hết rồi. Đầy dãy hết rồi. Và đến một lúc nào đó cha và các thầy chữa không nổi nữa làm những người này chết. Mà những người này chết rồi là giải tán đâu ai chữa. Cha dám khẳng định là cha và những vị này mà chết rồi là không ai chữa nổi. Thứ nhất là chữa cái bệnh này phải chữa bằng cái tâm thành. Và bản thân của những người chữa bệnh này phải tu hành tinh tấn giữa. Bản thân của những người chữa bệnh này phải coi người bệnh như là người thân nhất của mình. Bản thân của những người chữa bệnh này là coi như không biết mệt mỏi với bệnh nhân thì mới cứu được một cái bệnh ung thư. Vì cái bệnh ung thư là cái bệnh nó giống như là siêu bão vậy. Khi mà chúng ta phát hiện ra ung thư rồi là nó ăn như cuốn chiếu vậy. Cái chiếu mình cuốn lên chỗ đó thối, cuốn lên chỗ đó thối. Thì ung thư là như thế. Còn bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp hay bệnh tim mạch nó chết đó, nhưng mà nó chậm. Còn ung thư á là nó chết cấp tốc. Vì cha lấy một ví dụ để điển hình để tụi con dễ hiểu nè. Ví dụ giờ tụi con thấy mù ha. Giờ qua bên kia mây đang kéo lại đó một đám. Là nó sắp mưa rồi phải không? Chút xíu nữa nó đang thui là mưa liền. Là ung thư nó kéo thành từng đám như vậy đó. Nó lẹ dữ lắm. Mà nếu như chúng con về không kịp để các thầy đây khống chế cái bệnh ung thư liền tại chỗ. Và sau đó từng bước xử lý con người. Cha lấy ví dụ như là cái chị Hạnh. Chị Hạnh vô là ngày 20 ha. Ngày 20 chị Hạnh vô đây. Thì khi mà chị Hạnh vô đây thì các bác sĩ ở bệnh viện Hòa Hảo đó là không khám cho chị luôn. Vì các bác sĩ thấy là bỏ chạy không là không có khám nữa. Mày về mày làm kiếm gì ăn đó, là mua gì ăn là chết đi. Nhưng mà cuối cùng là chị Hạnh mới chìa cái giấy của mấy thầy ra nè. Chị Hạnh nói bây giờ mấy thầy đề nghị tôi bác sĩ khám giùm tôi những cái điểm sau đây. Thì bác sĩ nó thấy tội nghiệp quá nó khám thôi. Chứ nó cũng không biết, nhưng mà khi nó khám rồi thì nó báo cho người nhà trước. Bây giờ chích một mũi thuốc cản quang để khám bệnh. Nhưng mà người nhà phải ký tên vô. Chết là không đi ở tù. Mà chích một mũi thuốc cản quang này vô để CT toàn thân đó thì nhất định là chị này. Một là chị này sẽ ngứa cả người. Hai là sẽ sưng cùng mình. Ba là sẽ tỉnh. Thì khi chị này chích một mũi thuốc vô thì phản ứng xấu nhất đó là cái mặt chỉ sưng lên. Thì trên cộng đồng mạng họ đâu có hiểu biết gì. Họ nói là sao ngày đem về đây cái mặt không có sưng mà giờ sưng như vậy. Không phải. Vì một lý do nó mới sưng. Nhưng mà như cha nói với mấy thầy hay là mấy thầy nói cha cái bệnh này không khó chữa. Khó chữa chỗ là nó thúi quá người ta bỏ chạy. Ừ. Nó thúi quá người ta bỏ chạy rồi người ta không dám chữa. Người ta sợ quá. Người ta sợ lây lan nữa. Mấy lần má cha chết thì cha dẫn mấy em cha xuống đây. Vừa thấy cái dôi là ngược ra liền. Thấy chị dôi ngược ra liền. Cũng tội nghiệp. Chúng ta ráng cứu những con người đó. Những con người đó tuy rằng bệnh họ không có lớn nhưng mà cái mặc cảm họ lớn. Bởi vì sẵn nay cha nói với Xuân Dũng nè. Khi chỉ hết bệnh về con ráng cho chỉ 5-10 triệu làm cái lỗ mũi giả rồi. Đó là coi như con cứu được một mạng người rồi. Thôi về nhà tu luôn. Khỏi đi đâu nữa. Là coi như xây chính bậc phù đồ rồi đó. Là coi như xong rồi đó. Vậy thì cha nói đây, tất cả những bệnh nhân ở đây nè, về mặt khoa học thì chúng con không phải lo lắng gì nữa hết. Chúng con chỉ nghe lời các thầy mà đi chữa bệnh thôi. Còn về mặt tâm linh, chúng con đừng có phải là tôi phải cầu siêu, tôi phải cầu đủ kiểu. Hồi nãy cha đã cầu cho chúng con rồi. Trước khi cha nói chuyện, cha đã cầu nguyện cho chúng con rồi. Đó là về mặt tâm linh. Bây giờ sau khi cầu nguyện rồi thì đứng dậy đi uống thuốc. Đứng dậy đi chữa bệnh. Phải hiểu không? Rồi, cái quan trọng nhất là chúng con cảm ơn tất cả thập đỏ bên đây. Những con người này nè, Xuân Dũng nè, những con người đã hướng dẫn chúng con được về tới đây. Họ chính là chiếc đò. Họ chính là ông lái đò chèo chúng con về tới đây. Ví dụ như cái ông Nguyễn Trà này có phải là Xuân Dũng biết tới không? Phải vậy không nè? Nếu không có Xuân Dũng thì ông Nguyễn Trà này chỉ có là lên đường tòng quân thôi. Đó nè. Còn ai ở đây ai biết Xuân Dũng nữa? Nay 5K thì 3K của con. Giờ ba ca là ca nào vậy? Kinh của con. Trà Nguyễn. Đỗ Công Trọng với ai? Với cái chị ở đây.
phải cảm ơn những con người này, và những con người này họ đã hết sức nhiệt thành cứu chúng con. Còn cha và các thầy là những con người ở đây chờ đợi đến đây để cứu, chứ cha và các thầy không có biết ai là ai, hiểu không nè? Nhưng mà khi những con người này đưa đến thì cha và các thầy không từ chối. Rồi chúng con về, chúng con phải mang ơn các thập đỏ này, người ta đã nhớ đến mình, người ta đã cứu mạng mình. Còn các thập đỏ chúng con nhớ nè, hôm nay chúng con dẫn được những người bệnh này đi, đó là phước của chúng con. Vì cha dám khẳng định với chúng con rằng cuộc đời chúng con làm thập đỏ nhưng mà chưa bao giờ làm chuyện này, có phải vậy không? Không có cơ hội làm, phải vậy không? Ai đâu chữa bệnh ung thư, ai đâu mà chữa bệnh ung thư mà chữa ở đây 5 tháng, 3 tháng. Và người ta có chữa bệnh ung thư nữa, người ta cũng đâu cần con dắt về đâu. Tại sao vậy? Tao biết tao chữa có hết đâu mà dắt về. Hên xui. Còn ở đây cha bắt con dắt về là cha phải nói với con rằng ít nhất cha phải chữa là đạt hiệu quả cao. Hết hay không thì cha không dám nói với con. Nhưng mà ít nhất là cha đã đạt hiệu quả cao. Đối với bệnh nhân nhất định là cha phải trả lời cho họ một cái sự sống. Ít nhất cũng phải là 70-80% họ giàu sống tiếp. Đó là những con người mà chưa quá trị sạch trị hoặc là họ hết hẳn. Vậy thì chúng con hãy cảm ơn trời Phật, cảm ơn Chúa, cảm ơn những người bệnh. Nhờ những người bệnh mà chúng con được làm những chuyện. Đó là cái phần phúc của chúng con, chứ không phải đó là cái chuyện bình thường. Cha nhớ một lần ông lương y đa khoa quốc gia Ngô Đức Dượng đến đây, ông nói cha nè, ông nói là ngang qua người ung thư, tôi rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn Phật. Nhờ những người ung thư mà tôi sửa mình. Biết đâu mai mốt người thân của mình hay bản thân mình hay những người chồm số mình bệnh, mình có cơ hội cứu họ. Đây là những khởi sự của chúng con. Chúng con hãy về, chúng con hãy tâm niệm, đây là những người mở bài cho chúng con. Còn thân bài hàng triệu triệu người ung thư trước mặt mình, mình có làm được nữa hay không? Nguyễn Xuân Dũng cũng vậy, Phạm Xuân Dũng cũng vậy. Đây là ba ca này là mở bài cho con. Còn hàng triệu 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 ca đằng sau lưng con làm được hay không? Chứ không phải chúng ta chỉ dừng lại bao nhiêu đây. Và tất cả mọi người cũng hãy nhớ cầu nguyện cho cha và các thầy bệnh nha. Các thầy thuốc ở đây, họ có sức khỏe họ mới cứu được. Hồi sáng giờ các thầy có ăn gì chưa? Ba ngày nữa chết. Ba ngày nữa là chết. Thấy không nè? Đó chúng con thấy đó. 4 giờ, các thầy 4 giờ là thức dậy. Cho tính cái thời gian mà các thầy làm việc nè, 4 giờ thức dậy, chạy nước nè, không dám chạy buổi chiều. Vì cái nước khen gành này chạy buổi chiều là nó cái tác dụng oxy hóa của nó giảm đi. Cho nên phải chạy vào lúc 4 giờ sáng để cái chất chống oxy hóa nó còn trừ 600 đúng không? Để cho bệnh nhân người ta uống. Còn cái lá thuốc phải hái vào lúc 6 giờ sáng, khi đó cái không khí nó còn giữ ở trong lá đúng không? Oxy nó còn giữ lại ở trong lá để cái chất đó đưa vào người bệnh cho nó chống oxy hóa người ta. Vậy thì con thấy từ 4 giờ tới 6 giờ các thầy vừa chạy nước nè, vừa đi hái thuốc nè. Rồi 5 giờ thì có một thầy đến đây đo huyết áp đúng không? Rồi còn lại 3 thầy thì bắt đầu vừa chạy nước nè, vừa hái thuốc nè. Rồi quay qua quay lại thầy quý đi xuống đây thể dục dưỡng sinh nè, cho uống thuốc nè, cho súc miệng nè, cho rửa mặt nè, rồi cho nhai thuốc, cho uống nước canh gần. Đó là liều thuốc đầu tiên 6 giờ rưỡi. Rồi 7 giờ 3 ông thầy này ông tiếp tục tấn công đi lên, ông khám bệnh tới 11 giờ trưa, chưa được về nhà. Về nhà ăn cơm xong rồi ông ác mấy thầy phải gánh thuốc xuống cho uống tiếp. Rồi gánh thuốc xuống cho uống tiếp, xong rồi 6 giờ chiều gánh thuốc xuống cho uống tiếp. Rồi 11 giờ đêm gánh thuốc xuống cho uống tiếp. Rồi từ 11 giờ tới 3 giờ sáng thức chờ có đứa nào kêu. Làm nổi không? Bây giờ cha nói như thầy vậy thì những người bệnh nhân nằm ở đây có đúng vậy không? Ai là bệnh nhân đã từng nằm đây? Người nuôi nè, người nuôi giơ tay lên. Có đúng vậy không con? Y chang vậy không? Vậy con thấy mấy thầy này mấy bữa nữa chết. Mày nói Chúa độ á. Chứ Chúa nào độ. Rồi con đâu có biết
các thầy sáng ngày phải chạy đồng. Chạy đồng là chạy đi kiếm cái thuốc tươi về đâm để đắp, chứ đâu có chuyện mà hái thuốc ngày mai rồi ngày mốt mới đắp được, không có chuyện đó. Tất cả công nghệ là thuốc tươi, sáng sớm đi hái, đem về ngâm nước, rửa nước, đâm, đắp vô liền giờ đó. Giống như một trái bầu khô với một trái bầu tươi thì trái bầu nào ăn ngon hơn? Đấy, giống như một liều thuốc mới vừa hái, đem vô đắp bó cho con với một liều thuốc mà hái ngày hôm qua, ngày hôm kia đem đắp bó, liều thuốc nào ngon hơn, mau hết bệnh hơn. Cho nên cha nói về cái chương trình mà chữa bệnh của các thầy rồi đó An, là sắp chết hết. Còn bản thân cha là ngồi trò hỏ chờ các thầy báo về đứa này sắp chết, đứa kia khổ, để cha xử lý. Rồi nó nói cha ơi bây giờ bệnh này nặng lắm rồi, tụi con xử không được, bây giờ cha tính làm sao. Cha ở đây cha phải nghĩ ra đủ cách để giúp cho bệnh nhân đó. Cha cũng đâu có không, mặc dù cha không đi khám cho chúng con, nhưng mà những ca bệnh mà nặng quá mà các thầy không đủ bản lĩnh để cứu, phải báo về cho cha. Ở đây cha lập trận, cha chỉ cách đi xuống làm y như vậy đó. Nửa đêm nửa hôm báo về cho cha, cha đang ngủ, báo về cha phải ngồi dậy, cha hỏi bây giờ nó làm sao, bây giờ nó vậy, bây giờ con lấy cái thuốc này con đem đi con rửa sạch, con bỏ qua đây, con bỏ lên cái khăn, con trùm lên, con làm như vậy là con đi về ngủ, làm gì vậy mới hết. Cha đâu có ngồi ở không, cha ngồi trò hỏ đó để cha chờ, mà không biết mắc mớ gì kỳ vậy, không biết tội gì, không biết tội gì mà như vậy. Thôi thì ý cha nói ngày hôm nay vậy để các bạn cầu nguyện cho cha và các thầy. Mà cha và các thầy không hề nhận tiền của ai hết. Ở đây cha và các thầy yêu thương và cho không. Đó là cha nói thật lòng, yêu thương và cho không. Mà làm một cách tận tâm như vậy thì không biết là làm được mấy ngày nữa rồi sẽ chết. Cho nên các bạn hãy cầu nguyện cho cha và các thầy, để cha và các thầy hãy cố gắng sống thêm được mấy ngày, nên mấy ngày cứu được những mạng này thôi cũng đủ vốn rồi, còn mấy mạng kia ngoài đường dẹp hết nó đi. Rồi vậy anh cha nói như vậy rồi, các bạn có ý kiến gì không, con có ý kiến gì không, con nói vài câu cha nghe coi, bữa nay con có cảm giác gì khi con ký bao nhiêu mà mạng sống mà trên tay con. Hôm nay thì cũng có cái việc mà đưa bệnh nhân tới đây nhờ của chỗ cha và các quý thầy ở đây chữa trị. Mặc dù là biết cái bệnh này thì nói chung là khoa học đã nói là cho là nan y, không có thuốc cứu chữa, nhưng mà theo dõi qua cái clip trên mạng thì thấy cái công nghệ của thầy thì bệnh nó cũng có hiệu quả, cũng đạt hiệu quả, cứu được những cái ca bệnh mà hiển nghiệm. Thì qua đây thì cũng xin chúc cha và quý thầy ở đây có nhiều sức khỏe, rằng có cái tinh thần và nghị lực nặng giúp đỡ cho những cái bệnh nhân nghèo vượt qua hiểm nghèo, trở lại cuộc sống bình thường. Rồi con cũng hãy yên tâm, khi con đem người đến đây rồi thì bây giờ là tự cha và các thầy có cách cứu chắc chắn. Hồi nãy ngoài cổng là con xin, mà khi con lọt vô cái cổng ngồi đây con viết là con hết xin rồi, coi như là giờ đây tôi hết trách nhiệm, ông cứu à, tôi không cứu nữa. Khi con dắt về con ngồi đây con viết giấy rồi con hết trách nhiệm rồi. Tự nhiên tụi con coi như tụi con cứu rồi đó. Còn khúc sau mà sống chết là con không còn trách nhiệm nữa, coi như con đã làm cho nó sống lại đó. Vô cái cửa này rồi là con đã yên tâm rồi. Bây giờ còn những ai có ý kiến gì không, có ai hỏi han gì cha không? Có cha, con cha cho con có ý kiến. Rồi mời con. Thưa cha và các đồng sự, cũng chào tất cả các người nhà bệnh nhân đang có mặt tại đây. Tên đầy đủ của mình tên là, của con tên là Phạm Xuân Dũng, đang hiện tại là chủ của kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Trước hết thì cho con xin thay mặt những quý mạnh thường quân, quý vị khán giả, và cảm ơn cha đã tạo điều kiện cho con được cái gặp gỡ, cái ghi hình, gặp gỡ và ghi hình cái buổi tòa đàm và nhận bệnh ngày hôm nay của cha. Cho xin con gửi đến toàn thể quý vị của kênh Tin Nóng Từ Dân, gửi đến cha và các cộng sự được nhiều sức khỏe để cứu nhân độ thế, giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh bệnh ung thư, và cũng cho tất cả mọi quý vị khán giả mình đừng quên xin gửi đến tất cả những người đang điều trị ở đây được nhanh chóng lành bệnh và trở về sớm nhất với gia đình. Cái ngày hôm nay thì qua cái kênh Tin Nóng Từ Dân
con đã và họ biết đến cha, biết đến phác đồ điều trị chữa bệnh bằng công nghệ nano của cha. Thì ngày hôm nay thì ba trong số 5 bệnh nhân là biết đến cha qua kênh của con, và con cũng cảm ơn cha đã tiếp nhận 3 bệnh nhân này cũng như 2 bệnh nhân còn lại. Thì lúc nãy có một cái câu hỏi của cha mà con tính trả lời, tính muốn có ý kiến trả lời nhưng mà chưa có nói, thì nhưng mà cha vô vấn đề rồi, thôi thì bây giờ con muốn nói cái lý do mà vì sao mà bản thân Dũng là một cái người làm kênh YouTube có cái lượng xem lớn và nó như vậy, thì thường thường thì không thể nào mình đưa một cái thông tin mà nó không chính xác lên. Và bản thân Dũng cũng có niềm tin và tin rằng là vì sao mà cái điểm chữa bệnh ung thư của cha mà Dũng giới thiệu người ta đến, không phải là vì Dũng có một cái gì vụ lời ở đây với cha, tại vì ở đây là người tới chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Tức là cha chữa bệnh miễn phí. Thứ nhất là Dũng muốn giới thiệu đến như vậy. Thứ hai nữa thì ngoài cái điểm đó ra thì Dũng cảm thấy cái điểm này của cha chữa bệnh vì sao nhỉ? Thứ nhất là người ta có một câu nó là hữu xà tự nhiên hương, tức là cha đã cứu được nhiều người và đã có nhiều người đến chữa bệnh và đã bình phục trở về với con số là phải trên 25 bệnh nhân rồi. Đó là con số thực tế. Cho nên là cái gì nó có xét mét có chứng là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, một cái điểm chữa bệnh đó rất là đông người đến và hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn hợp pháp. Nếu một nơi chữa bệnh không đường hoàng thì rõ ràng đã bị nhà nước và chính quyền họ tới can thiệp và không cho chữa bệnh như vậy rồi, rất rõ ràng. Thứ nhất là tại địa phương tạo điều kiện, tại vì ở đây là hợp pháp hoàn toàn đấy. Cái thứ hai nữa, người đến tiếp nhận bệnh là không phải là từ mình đến đây mà phải có sự giới thiệu bảo lãnh của chính quyền địa phương tại nơi của họ sinh sống mang đến. Thì đó là những cái mà Dũng thấy khác so với những cái điểm chữa bệnh khác, cảm thấy rằng là cha đã cho Dũng được tiếp cận và ghi hình cái buổi như vậy. Và một cái mà Dũng cảm thấy rằng ở chỗ cha là có một cái gì đó nó tương tự, tại vì cha đang áp dụng một cái mà nó rất rõ ràng, đó là một cái khoa học bằng một cái công nghệ rõ ràng, chứ không phải bằng một cái gì đó mà nó vẽ ra một cách là mù mị, tức là giống như là người ta nói là giống như là uống cái nước thánh để tạo niềm tin để là mình sẽ lành bệnh, không có, mà nó rất khoa học, trên một cơ sở khoa học. Và Dũng thì không phải là một người quá giỏi về một cái lĩnh vực nào đó, nhưng Dũng cũng đủ kiến thức để mà hiểu biết được là những cái công nghệ này nó có thể làm khống chế được cái tế bào ung thư, mầm bệnh ung thư, và nó có thể tiêu diệt được. Đó là bản thân là Dũng từ hiểu suy nghĩ như vậy, và Dũng nghĩ rằng là còn nhiều người hiểu và nhiều người biết hơn nữa chứ không phải một mình Dũng. Thì đó là một cái mà Dũng thấy rằng là một cái điểm mà Dũng cảm thấy đủ độ tin cậy để mà Dũng sẽ hướng và cho những cái người bệnh nhân bị ung thư họ về đây điều trị. Đó là cái ý kiến đầu tiên, là xin phép được trả lời câu lúc nãy mà chưa có trả lời được. Cái hai nữa thì thưa cha và mọi người và các cộng sự, mọi người thì cũng như cha đã biết được biết thì mới đây thôi, thì tầm khoảng 10 ngày thôi, khi mà Xuân Dũng đến đây và đưa cái câu chuyện của đến đây là vô, không phải là đến đây để mà được gặp cha, nó thực sự là Dũng không nghĩ như vậy, mà Dũng đến đây để Dũng thăm lại cái chị Hình đang điều trị trong đó, chị điều thư mũi, và xem sự thử là tình hình sức khỏe của chị như thế nào, và chỉ như vậy thôi, đến thăm chị Hình thôi, nhưng mà không ngờ lại gặp được cha. Thì qua câu chuyện ngày hôm đó Dũng đưa hình ghi hình lên thì đã được rất 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 nhiều người luôn, chứ không phải suốt ngày nghe điện thoại là họ địa điểm của cha Tường và muốn đến cha để chữa bệnh. Sau đó thì Dũng xong rồi Dũng không biết làm sao rồi Dũng cho số điện thoại của cha Tường luôn, nghe nói là cha Tường nghe điện thoại nhiều quá khóa máy luôn. thì bây giờ thì để khỏi làm phiền đến bản thân Dũng, cũng không làm phiền đến cha nhiều, tại vì để còn có thời gian để đi làm những cái việc khác nữa, cha còn phải nghiên cứu thuốc men rồi nhiều cái để giúp người khác, bản thân Dũng cũng phải chạy xe trên đường và đi đến những hoàn cảnh khác. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cho cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Rồi, yeah. Ok ha. Yeah. Rồi, để cha trả lời, con có hỏi nào nữa không? Cái thứ hai nữa, có ai nữa? Có một số comment của một số vị khán giả là họ hỏi là
cha có nhận người để mà dạy chữa bệnh ung thư hay không, và cái điều kiện để mà cha được nhận làm học trò hay là hướng để như vậy là như thế nào? Đó, dạ, là hai câu hỏi như vậy thôi. Rồi, rồi, dạ. Ok, rồi bây giờ trả lời câu hỏi nhé.